Trắng vậy. Nhất lên chuyện tới em à. Nhiều khi chị đi ăn với ông đó rồi mà chị không biết á, nhiều quá không nhớ. Nhớ tên anh. Mà sống em kêu tìm nhỏ mà cũng ai đâu kiếm cha đâu ấy, ấy nghĩ là em không nói gì đâu không đó. Thì đúng rồi, tìm nhỏ ấy mà ai đâu kiếm cha, ta kiếm cha tìm lớn ăn tiền. Ông nói ông biết tiệm chứ ông đâu biết chị đâu hả? Ừ, chắc cái chưa quá. Ông khác nói biết tiệm. Ừ. Ông nói tiệm gì em cũng với ông. Chắc là chưa đi ăn quá. Nào chị đi nhiều quá, giờ có nhiều người nó gặp một lần rồi nên cũng không nhớ tên luôn. Thậm chí cái tính chị thì gặp một lần chị cũng không nhớ mặt luôn. Cái này về là có gãi có khậy thêm nữa nè đúng không? Không hả?
Hay không? Này, này, này.